chưa lớp học, cùng trời cũng chẳng chuyện với ai, sẽ vở soạn ra cũng chẳng muốn đọc, mà ngược miệng vào tuổi thứ hai, tự tạo cho mình một cái vỏ bọc, thế giới có một trong lỗ tai và đam mê với người bạn quen thuộc tôi lại viết rồi tập ra từ đẹp la. Yo, everybody, are you ready?